Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinga Studio. Hiện tại thì Vin đã cho nghỉ hầu hết tất cả các lớp dạy nhảy của Vin rồi. Vin chỉ còn một số lớp dạy kèm thôi. Thì Vin sẽ tranh thủ để làm thật nhiều video dạy nhảy nữa. Rất là mong tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho video của Vin nha. Video lần này sẽ là một bài hát cực kỳ mới của Huey, đó chính là ca khúc I'm Not Cool. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Và đừng quên cho video này một like nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ để như thế này nha. Rồi, sau đó mình sẽ đặt lên. Giống như kiểu hơi nũng nịu chút nha. Ok, nó là mình sẽ buông hai tay ra như này. Sau đó mình sẽ lắc cái phần tay của mình. Chùm chắc, chùm chùm chắc, chùm chùm chắc, chùm chùm chắc. Còn phần eo của mình sẽ đẩy về bên phải. Ok, mình cứ giống như mình lắc như thế này nào mọi người. Rồi cái tay mình để vậy. Hai, đi. Chùm chắc, chùm chùm chắc, chùm chùm chắc, chùm chùm chắc. Rồi sau đó mình sẽ xoay phần tay qua như thế này. Phần chân của mình sẽ là tà tắc, tà tắc. Ok, hai điểm, tắt và tắt. Rồi mình đặt qua I'm not, là mình để tay ra như thế này. Sau đó mình sẽ đặt qua cool, là mình sẽ để cho cái vai của mình vỗ như thế này. Và phần tay bị chống nặng, phần đầu mình sẽ hơi nghiêng về bên trái một chút. 1, 2, 3, 4 là mình sẽ hóp cái đầu thêm một lần nữa. Sau đó mình sẽ mở chân ra và đá lên. Kick. Ok, nhưng mà mình sẽ không đá đều hai bên mà mình sẽ là đá chạy đá, nhưng mà rất là nhanh nha mọi người, để ý nha. Hai đi, hít chặt chặt hít, rồi sau đó mình đặt qua hít, rồi hóp lên, rồi 1 2 3 và 4. Ok, và 5 và 6. Rồi mình sẽ đếm lại nha. Dần nè, hóp nè, I'm not cool, tắt chùm tắt chùm tắt, hít và hít, dần lên, 1 2 3 4 5 và 6 và 7. Lên mình vuốt một cái bằng chân bên ngoài ha, sau đó mình sẽ là chân trong, chân ngoài, trong và đẩy, là tay ở trong nhưng mà chân thì là ở ngoài. Sau đó là bật nhanh hai phần tay này, phải trái trái, lúc đó mình sẽ đổi cái chân, chùm tắt. Ok, rồi mình sẽ nhảy hai chân ra ngoài, phần tay của mình sẽ lên như thế này và phần chân của mình, ok, mình đẩy cái lúc cái người mình á, mình đẩy qua bên đây, rồi mình hóp 1 2 3 4 và rồi sau đó mình phiêu tự do. Ok, rồi mình sẽ đếm lại nha. 5 6 7, dần hấp ăn qua nè qua nè qua nè qua, 1 2, I'm not cool, hấp chùm chắc chùm qua, lên 1 2 3 và 4, cùng bắt. Yeah, hít lên, feel tự do. Ok, rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc thử với tốc độ chậm nha. Ok, chuẩn bị nha. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc I'm Not Cool của Huey. Thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể học được thông qua video này của Vin nha. Đừng quên là chia sẻ video giúp Vin nha. Biết đâu sẽ có những bạn thấy được video này và có thể giúp ích được các bạn đó thì sao.
Nếu như tất cả các bạn có những yêu cầu khác về bài hát khác thì hãy comment ngay bên dưới, hoặc là có những động tác nào mà mọi người cảm thấy khó quá thì hãy comment ngay bên dưới, mình sẽ có thể biết đâu mình sẽ giải thích rõ hơn để cho mọi người sẽ có thể tìm hiểu kỹ hơn. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye. Nhớ like và chia sẻ video nha.